Vâng, chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi diễn biến trận đấu chung kết nam giải bóng chuyền hơi tranh cúp phối kinh doanh do Sao Trung Hội tổ chức mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Ở trận đấu này là trận chung kết giữa Bình Yên đại diện cho Định Hóa và Quang Trung đại diện cho thành phố Thái Nguyên. Ở bên kia sân mang trang phục áo mây trắng là các vận động viên nam của xã Bình Yên. Còn ở bên này sân mang trang phục áo màu xanh dương là các vận động viên của Quang Trung Thái Nguyên. Và trùng giờ với trận chung kết này cũng diễn ra ở sân số 1 giữa hai đội chung kết nữ, giữa hai đội Tân Lập và Minh Lập đều ở thành phố Thái Nguyên. Đề nghị tất cả các khán giả chúng ta sẽ ngồi ra khỏi khu vực thi đấu góc kia. Mời tất cả các bạn tất cả đi ra ngoài kia xin mời. Vâng. Vâng, và trọng tài đang làm thủ tục cho hai đội ra sân thi đấu. Và trận chung kết đã được bắt đầu. Các vận động viên của Bình Yên sẽ được phát bóng trước. Và sau pha phát bóng vừa rồi thì các vận động viên nam của Bình Yên đã ghi được điểm số đầu tiên. Đây hứa hẹn là trận chung kết đầy kịch tính và thu hút đông đảo khán giả cổ vũ cho cả hai đội. Quang Trung 1-1. Và Quang Trung vừa rồi cũng đã ghi được điểm số đầu tiên. Rất đáng tiếc số 1 của Quang Trung vừa rồi đã phát bóng không qua lưới. Điểm cho Bình Yên Định Hóa 2-1. Thêm một điểm nữa cho Bình Yên 2-1. Xin lỗi, 3-1. Chúng ta đang theo dõi ở trên sân có số 12 là vận động viên Đoàn Dự, vừa là trọng tài, vận động viên đây là vận động viên ở thi đấu khá hay của Quang Trung. Vừa rồi là một pha chắn bóng rất tốt của Quang Trung Thái Nguyên. Điểm 2-3. Chắn bóng không thành công. Quang Trung lại ghi thêm một điểm, đã là 3 đều. Chắn bóng ra ngoài. Quả nào chắn chấp đóng hết cỡ. Điểm tiếp tục cho Quang Trung Thái Nguyên 4-3. Trọng tài vừa rồi xác định điểm cho Quang Trung 5-3. Chắn bóng thành công. Điểm cho Bình Yên Định Hóa 4-3. Xin lỗi, 4-5. Quang Trung Thái Nguyên vẫn đang tạm thời dẫn trước một điểm. Một pha đập bóng rất mạnh ghi điểm. Điểm cho Quang Trung 6-4. Vừa rồi là một pha đập bóng rất mạnh của số 12 Đoàn Dự. Bóng bay về cuối sân. Chắn bóng thành công. Ra ngoài. Vừa rồi là pha chắn bóng ra ngoài.
xin lỗi, pha dẫn bóng đi ra ngoài. Điểm cho Quang Trung Thái Nguyên 7-4. Điểm cho đội Quang Trung. Một pha đập bóng rất hay, đập bóng tốt. Trọng tài đã xác định. Và bây giờ hãy xem ý kiến của trọng tài sau pha bóng vừa rồi. Và chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của trọng tài, hãy xem kết quả sẽ như thế nào. Điểm nó đang tạm thời là 8-4 nghiêng về Quang Trung. Bỏ máy này đi, máy này người ta cho đi.